Bà chủ Miss Universe xin lỗi Katrina Gray vì một người đàn ông, Mr. Nawaz cười đắc chí khoe tin vui. Mới đây nhất, tại chương trình Fast Talk with Boy Ambuda của đài truyền hình Philippines tổ chức, bà chủ mới của Miss Universe, tỷ phú Anne Jagrajutatip đã có những chia sẻ về câu chuyện xoay quanh bản thân và vai trò ở cuộc thi sắc đẹp khốc liệt và hoành tráng nhất. Khi được MC hỏi, có một khoảnh khắc trên sân khấu họp báo Miss Universe 2022, mọi người thấy bạn đứng đó và nắm tay Katrina Gray. Mọi người suy đoán xem cả hai đang nói gì vì cả hai đã trao đổi với nhau rất nhiều. Hôm nay tôi muốn hỏi Anne, cả hai đã nói gì? Sau đó, nữ tỷ phú Thái Lan đã nói rằng, tôi rất tôn trọng cô ấy, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, nhìn thấy nhau, đây là sự thật, tôi đến và nói với cô ấy, chị xin lỗi em về những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng chị rất vui vì em đã có mặt tại Thái Lan, chào mừng em đến với gia đình JKN, tập đoàn đa quốc gia của Thái Lan do Anne Jagrajutatip là nhà sáng lập, cũng như là tổ chức Miss Universe, chị yêu em từ tận đáy lòng của chị. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm bà chủ mới của Miss Universe lên tiếng xin lỗi Miss Universe 2018 Katrina Gray. Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ một người đàn ông tên Clyde Bondet. Đây cũng chính là bạn trai cũ của Katrina Gray. Cặp đôi chia tay vào năm 2019 sau 6 năm hẹn hò vì không tìm được tiếng nói chung. Đến năm 2020, bà chủ Miss Universe công khai sống cùng tình cũ của Katrina Gray. Thời điểm đó, nam diễn viên bị dân tình chỉ trích vì cho rằng đang đào mỏ nữ tỷ phú. Tháng 2 năm 2021, em thông báo chia tay Clyde và không ngần ngại bóc phốt nam diễn viên. Anh ta ghen tuông quá mức, ghen tị với em trai mình. Anh ta là kẻ lười biếng, dậy muộn và lúc nào cũng say xỉn. Không những thế, tỷ phú người Thái Lan còn cho biết Clyde là người nghiện chuyện giường chiếu, có những sở thích kỳ lạ và còn có tư tưởng phân biệt giới tính. Bên cạnh đó, trên sóng truyền hình, em cũng không ngần ngại nói, đó cũng là nguyên nhân Katrina Gray bỏ anh này, một người quan hệ tình dục không ngừng nghỉ. Phát ngôn của nữ tỷ phú vướng không ít chỉ trích vì thời điểm đó, Miss Universe 2018 đang hẹn hò với chồng sắp cưới hiện tại là Sam Mimby. Tháng 2 năm 2023, cặp đôi thông báo đã đính hôn sau khoảng gần 3 năm bên nhau. Ở một diễn biến khác, ngay sau khi dì em công khai xin lỗi Katrina Gray thì Mr. Nawaz lại tỏ thái độ vô cùng đắc chí. Cụ thể mới đây, ông Nawaz đã công khai khen ngợi Á hậu năm họa hòa bình Thái Lan 2022 Charlotte Austin trên trang cá nhân với doanh thu khủng mà cô nàng đã kiếm về chỉ hơn 10 phút. Hôm nay, Charlotte đã mở bán 5.000 hộp trà xanh và được chốt đơn trong vòng 17 phút và thu về 2 triệu bạt, tương đương 1,4 tỷ Việt Nam đồng. Ở với Grand thì phải giỏi, xinh đẹp và rất giàu. Có thể thấy, các hoa á hậu mang danh hiệu của Miss Grand rất dễ dàng kiếm được thu nhập khủng với công việc kinh doanh trên livestream. Charlotte Austin cũng chính là một trong những gà đẻ trứng vàng cho ông Nawaz, chỉ sau Enfa Waraha và Thùy Tiên. Cô nàng được đẩy thuyền nhiệt tình với Enfa Waraha khi cả hai từng thân thiết tại cuộc thi Miss Grand Thái Lan 2022. Sau đó, cặp đôi tiếp tục được tham dự các sự kiện cùng nhau và thường xuyên có những hành động trên mức tình bạn khiến khán giả tin rằng họ đang yêu nhau. Từ đó, thuyền của cặp đôi bắt đầu bùng nổ khắp truyền thông Thái Lan. Theo một nguồn thạo tin, fan của Enfa Waraha từng chuyển khoản cho Charlotte Austin khoảng 100.000 bạt, 70 triệu Việt Nam đồng, chỉ để cô nàng này hôn má thần tượng của họ. Do vậy, Charlotte Austin luôn được ông Nawaz ưu ái để cô xuất hiện ở mọi sự kiện, dù người đẹp này chỉ đạt được danh hiệu Á hậu năm, top 10 Miss Grand Thái Lan 2022. Tại xứ Chùa Vàng, người hâm mộ luôn sẵn sàng chịu chi tiền chỉ để tặng quà hay tiếp cận với idol. Cách đây không lâu, cộng đồng fan sắc đẹp Á hậu 3 Miss Grand Thái Lan 2023 Snack Aichari Srisup từng gửi tặng cho cô một chiếc iPhone 14 Pro Max để chúc mừng người đẹp hậu đăng quang.